Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ có một vài review về một thùng hàng mình mới nhận được. Đây là phần 1 của tập ngày hôm nay nhé. Mình sẽ bắt đầu mở ra. Let's go. Mình nghĩ đây là Copress 3M20. Bởi vì là có thể là mình nghĩ vậy. Để các bạn đợi một tí mình mở ra. Đây được rồi. Cũng như thế như vậy. Đây là cục Rex 3M20. Đây là chính là cục Rex 3M2020. Giờ mình sẽ bắt đầu review nhá. Đây chính là chai lúp. Đây là Moyu lúp V1. Mình mua về để giúp cho cube chúng ta tốt hơn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mở ra nhé. Mình đã bỏ được lớp bên ngoài rồi. Đây là cube chúng ta, bây giờ mình sẽ lấy ra nhé. Ok. Đầu tiên mở ra mình thấy ngay một hộp accessory box huyền thoại của Moyu. Ok. Vậy như mọi khi, mở ra mình sẽ có một cục Rubik Rex 3M2020. Và đây là một cái đế Moyu. Thực sự là mình đã có rất nhiều cái đế rồi. Ok, bây giờ sẽ lấy cái hộp accessory box này ra. Chút này mình mua là cũng hơi muộn. Chút này đã gần 4 năm rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mở ra xem bên trong có gì. Bên trong đây là một số cái card của Moyu. Và đây là hướng dẫn cách giải Rubik 3x3. Còn đây là hệ thống, các hệ thống của cục WOM hoặc là cục Rex 3M2020. Bên trong chúng ta còn có một thứ mà rất hot, chính là hệ thống chỉnh. Chỉnh cho chỗ này này các bạn này. Rất là, đây là một cái tô vít. Đây, đây chính là cái thứ để chúng ta chỉnh. Còn đây là cái để chúng ta thay ở chỗ bên tâm này này, ở chỗ bên kho này này. Đấy, bây giờ bỏ cái này ra một bên, bắt đầu review nhá. Mình sẽ lấy cube ra. Xem là cube này đã gần được 1 năm rồi, liệu xem là nó có còn xứng đáng nữa không. Ok, cube đây rồi. Cảm nhận đầu tiên, thật sự là vẫn rất trơn nhá. Đây là lần thứ 2 mình review cục Rex 3M2020 ở trên kênh mình rồi. Những bạn nào mà xem chắc chắn là các bạn sẽ biết. Và mình rất thích cục này. Cục này chắc chắn sẽ là main của mình. Ok, mình cũng review luôn cả Moyu lúp V1. Họ bọc trong cái giấy báo khá là chắc chắn. Lấy Moyu lúp V1 ra, mình mua về để lúp cho cube ra tốt hơn. Ok, cube này mình mua ở shop Thế Giới Rubik. Bạn có thể mua về con cắt rất ngon luôn. Cục này mình chỉ cần lúp vào thôi là ok. Tập 2 mình sẽ review nốt một cục Rubik nữa, bí mật nhé. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể
set up được cục press 30-20 này. Còn bây giờ đây là phần 1, mình còn 2 phần nữa. Các bạn cùng đón xem cùng mình nhá. Tạm biệt, bye bye.